Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cuộc gặp gỡ của ca sĩ Lai Răng Đi và mẹ. Khi Răng Đi đến đầu ngõ, bà Hai đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm, Răng Đi tới gần, chào bà, hai người đồng cảnh cứ đứng nắm tay nhau. Nhận được tin người phụ nữ gốc Huế hiện sống ở Đồng Nai nhiều khả năng là mẹ mình, chàng ca sĩ gốc Việt Răng Đi đã quyết định tới gặp bà. Đối với bà Hai, cuộc gặp gỡ này là sự kỳ vọng lớn nhất sau hơn 40 năm đằng đẵng chờ đợi. Còn với Răng Đi, từng đó thời gian nếm trải đủ gai góc và nghiệt ngã của cuộc sống đã rèn cho anh một bản năng điềm đạm trước những hoàn cảnh dễ khiến con người bộc lộ cảm xúc. Trước khi khởi hành, Răng Đi nhờ người vào tiệm mua bó hoa và giỏ trái cây để tặng mẹ. Lúc lên xe, Răng Đi mải mê kể cho những người đi cùng về các cuộc điện thoại, tin nhắn anh ấy nhận được lâu nay. Sự điềm tĩnh giúp Răng Đi đủ tỉnh táo để kiểm chứng, thẩm định thông tin và nhanh chóng khẳng định đúng hay sai cho đến lần này. Răng Đi kể đây không phải là trường hợp đầu tiên mà trước đó đã có trên 20 phụ nữ liên lạc nói rằng có đứa con lai bị thất lạc và khả năng họ chính là mẹ của Răng Đi. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu thông tin thì có nhiều chi tiết không hoàn toàn trùng khớp với nhau. Đến nay dù không biết bà Hai có phải là mẹ của mình không, nhưng sự giống nhau qua bức ảnh của bà hồi trẻ và bức phất họa chân dung của nhà ngoại quảm Đoàn Việt Tiến khiến Răng Đi cảm thấy cần phải gặp bà. Đó sẽ là niềm hạnh phúc. Nếu bà là mẹ tôi nhưng nếu không phải thì tôi cũng sẽ rất vui nếu được gặp bà. Cuộc đời của tôi đã khốn khổ nhưng so với bà, nỗi đau khổ của tôi thật nhỏ bé. Chỉ riêng những nỗi buồn mà bà trải qua đã quá đủ để đem tôi đến gặp bà, Răng Đi tâm sự. Tôi đã phải chịu nhiều cảnh phân biệt đối xử nên tôi hiểu, giờ tôi cũng đã làm bố của ba đứa trẻ nên tôi càng hiểu hơn, Răng Đi thở dài. Hành lang rộng cỡ chừng hơn 1 mét vuông của dãy nhà trọ nơi bà Hai thuê đã được quét dứt sạch sẽ, bày biện thêm chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Bày biện thêm chiếc bàn và mấy cái ghế nhựa mượn vội từ quán nước của bà chủ cho thuê nhà. Bộ đầu đĩa và tivi vẫn liên tục phát ra những bài hát của ca sĩ Răng Đi. Bà Hai phúc hậu trong chiếc áo bà ba màu tím Huế đang còn mới. Chiếc áo chỉ mặc cho những ngày lễ trọng, cứ nhấp nhõm ở cửa ngóng khách tới. Ba đêm hay chị Hai tôi không ngủ rồi đó. Cô em gái út của bà Hai cười rớm rớm nước mắt. Còn bà Hai hồi hộp hỏi bằng giọng run run, thế Răng Đi có xuống được không chú? Răng Đi chắc chút nữa mới xuống sau chú nhỉ? Kể từ khi chia sẻ câu chuyện đời của mình trên báo, bà Hai đã bước sang một phần khác của cuộc đời. Những người quen biết bà sững sờ trước những gì bà đã phải trải qua. Cô em út cứ ôm chị khóc mà nói, tưởng đã hiểu đời chị khổ như thế nào, giờ mới rõ là mình chỉ biết được tám. Bằng thái độ khá điềm tĩnh, bà Hai bày tỏ cuộc gặp này là hên xui. Chỉ có 50% khả năng đứa con thất lạc bà đang tìm kiếm chính là nam ca sĩ này. Nhưng 50% là đã quá nhiều với tôi rồi nên tôi cố gắng gặp bằng được Răng Đi. Nếu không gặp được ở Việt Nam, dù có qua tới đất Mỹ tôi cũng tìm bằng được. Bà Hai quả quyết. Chất giọng Huế nhẹ nhàng của bà Hai khi nói đến chuyện gặp mặt bỗng trở nên rắn rỏi và kiên định. Người phụ nữ này đã nhiều lần cắn răng ôm lấy con khi đứa bé bị trêu chọc, bị dằn vặt, bị xa lánh bởi một màu da khác biệt với chúng bạn. Khi những bí mật đau buồn hơn 40 năm qua đã được bộc lộ, lương tâm bà đã thanh thản hơn rất nhiều và cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ca sĩ Răng Đi, tên thật là Trần Quốc Tuấn, anh sinh năm 1971 tại Đà Nẵng. Anh vốn là một ca sĩ Việt Nam nhưng có cha là người Mỹ, đã từng làm việc trong quân đội vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam diễn ra. Tuy nhiên, anh không có được sự xa hoa trong cuộc sống của một câu chuyện tình yêu lính Mỹ gái Việt mà anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau này, ca sĩ Răng Đi có 2 gia đình nhận nuôi nhưng tình cảm không mấy tốt đẹp. Mãi đến năm 1990, anh có cơ hội được nhập cư vào Mỹ. Cuộc sống của anh mới bắt đầu thăng hoa và phát triển. Tại Mỹ, anh được bạn bè, người quen yêu mến và đánh dấu bước ngoặt vào năm 1992. Khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh đã từng rất nổi tiếng tại Việt Nam vì câu chuyện đi tìm mẹ đẻ suốt 17 năm. Sự nghiệp ca hát của ca sĩ Răng Đi đến với anh một cách vô cùng tình cờ vào thời điểm anh sang Mỹ định cư. Vào ngày đó, anh đã có một nhóm bạn bè và những người quen đầu tiên ủng hộ anh trong việc định hình giọng hát của mình. Vào năm 1992, những người bạn của anh nhìn thấy những gì anh có thể làm được, đã khuyến khích anh tham gia hát karaoke, một bộ môn thể thao khá nổi tiếng ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, số phận lại cứ thích thử thách ca sĩ Răng Đi. Ở cuộc thi đầu tiên, anh chỉ giành được giải khuyến khích. Anh cũng đã giành được giải nhất sau khi rút ra kinh nghiệm của riêng mình tại cuộc thi sau đó diễn ra ở Dallas. Và cuộc thi ở Dallas cũng đã giúp anh làm quen với cố nhạc sĩ Thu Hồ, người mà sau này đã giới thiệu anh vào cộng tác với Trung tâm Ca nhạc Hải Âu.
Được dẫn dắt bởi một trung tâm ca nhạc trong cộng đồng người Việt có tiếng, tên tuổi của ca sĩ Randy dần được khán giả biết đến. Ngày ấy khi hát Nó, Tình Đời và những ca khúc khác, anh dễ dàng chinh phục khán giả bằng chất giọng đượm buồn kết hợp với sự dịu dàng, trang chứa tình yêu thương và tình cảm gia đình, khiến cho nhiều khán giả đồng cảm và lắng nghe. Giai đoạn từ năm 1992 đến 1995 được coi là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của ca sĩ Randy. Ngày đó anh có rất nhiều show đi diễn, đến nỗi cứ bất cứ đâu có kiều bào là anh sẽ có show ở đó. Anh chia sẻ nhờ đi hát mà anh có cuộc sống ổn định và được nhiều người Việt Nam yêu mến hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.